Xin tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay đến với View Đô Thị S thì chúng ta sẽ cùng review toàn cảnh chùa Khai Nguyên, ngôi chùa có tượng Đức Phật A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á quý vị ạ. Và trước khi đến với nội dung chính thì hãy đăng ký kênh của chúng tôi nhé. Vâng, thưa quý vị, chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây còn được gọi là chùa Tản Viên, tên hiệu đầy đủ đó là Tản Viên Sơn Quốc Tự. Chùa có niên đại lịch sử từ thời nhà Lý, nửa đầu thế kỷ 11. Chùa nằm giữa một vùng quê bình yên, tươi đẹp, có hồ nước vuông vắn nằm trong khuôn viên, cây cối xanh tốt, hoa thơm khắp bốn mùa, đem lại không khí thanh tịnh cho Phật tử, du khách khi mà tới chùa chiêm bái và thư giãn. Chùa Khai Nguyên nằm ở thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng chừng 43 km. Nếu du khách muốn tìm hiểu và khám phá chùa Khai Nguyên thì từ trung tâm Hà Nội khởi hành theo hướng quốc lộ 32 hoặc đường cao tốc Láng Hòa Lạc khoảng hơn 1 giờ là đến nơi. Trải qua sự tàn phá của thời gian, chiến tranh, chùa được di chuyển vị trí nhiều lần. Hiện nay thì chùa được tôn tạo tại vị trí sơ khai, còn giữ được rất nhiều nét cổ như là ban đầu. Do là được xây trên nền móng cũ, theo kiến trúc cũ, nhưng mới được tôn tạo lại nên là chùa mang dấu ấn kim cổ rất đặc sắc mà không bị phá vỡ không gian, giá trị lịch sử. Chùa nằm ở giữa một vùng quê yên bình tươi đẹp, có hồ nước vuông vắn nằm trong khuôn viên, cây cối xanh tốt, hoa thơm khắp bốn mùa, đem lại không khí rất thanh tịnh cho Phật tử, du khách khi bước chân tới chùa. Các công trình chính điện, tháp chuông, tháp trống, nội viện được xây dựng theo kiến trúc của đền chùa Bắc Bộ, đặt những pho tượng thờ lớn rất uy nghiêm. Trong khuôn viên chùa, hệ thống tượng Phật La Hán rất đặc sắc đặt trong nội điện và các dãy hành lang sân chùa. Một bức tượng của Đức Phật A Di Đà được xây dựng với độ cao 72m, bức tượng Phật cao 13 tầng sẽ trở thành bức tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á, có khả năng thu hút số lượng lớn Phật tử xuất đạo cũng như là khách du lịch trong nhiều năm tới đây. Ở đây đặc biệt có các cái vật liệu kiến trúc được làm từ đá ong nguyên khối, tạc khắc thành những cái đồ trang trí có giá trị đặc trưng. Nơi đây như là tượng đá ong, bức tường, trụ cổng, lọ lộc bình bằng đá ong rất là đẹp. Chùa Khai Nguyên hay còn được gọi là Cổ Lưu Tự, trụ tại thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Theo lịch sử bia ký thì ngôi chùa này được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ 16. Qua nhiều thế hệ không có trụ trì chăm nom, ngôi chùa này xuống cấp nặng nề, phần lớn đất chùa được cắt cho nhân dân canh tác. Từ năm 1990 thì chùa Khai Nguyên xuống cấp trầm trọng, gần như là trở thành phế tích. Năm 2003, được sự đồng thuận của người dân và các cấp chính quyền, Đại Đức Thích Đạo Thịnh về trông nom và từ đó tu bổ cải tạo xây dựng lại chùa Khai Nguyên để đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni cũng như là tín đồ Phật tử thập phương. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chùa Khai Nguyên là một điểm đến rất quen thuộc với đông đảo Phật tử và nhân dân trên cả nước. Năm 2015, Đại Đức Thích Đạo Thịnh bắt đầu cho dựng pho đại tượng Phật A Di Đà với thông điệp vì hòa bình thế giới. Và theo đại diện ban truyền thông chùa Khai Nguyên, do đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới được bắt đầu khởi công từ 2015, cao khoảng 72m, phần đế rộng hơn 1.200m², được xử lý bằng công nghệ ép cọc bê tông dự ứng lực nên là rất vững chắc. Phần tầng âm của pho đại tượng, nhà chùa tạo hình mô phỏng về 18 tầng địa ngục và cõi trời, thiên cung, cõi Atula, tức là lục đạo luân hồi, dựa theo luật nhân quả, những bài giảng kinh sách mà ra. Nhà chùa tạo nên để các Phật tử nhân dân đến chiêm bái, từ đó hiểu ra điều thiện, điều ác sẽ như thế nào. Sống tốt thì sẽ được lên thiên giới, còn sống ác thì sẽ xuống địa ngục. Bức đại tượng này được xây dựng từ sự phát tâm, tín tâm của Phật tử, nhân dân, những người yêu mến đạo Phật trên cả nước. Khi dựng lên, mọi người thấy hoan hỉ, cảm mến quý thầy về ý tưởng lớn nên phát tâm để nhà chùa có kinh phí tiếp tục hoàn thiện pho đại tượng. Có thể nhanh thì 2 năm, 5 năm, thậm chí tới 10 năm nếu đủ tịnh tài. Xây dựng xong thì làm lễ khánh thành, chứ không có dự kiến cụ thể. Quý vị thân mến, nằm giữa đồi núi đồng ruộng, làng quê, pho đại tượng A Di Đà đang được các nghệ nhân hoàn thiện với mong muốn vì hòa bình cho toàn thế giới. Dự kiến khi hoàn thiện, pho đại tượng sẽ lập kỷ lục lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Chùa Khai Nguyên thì vẫn đang sửa sang và xây dựng nên được đầu tư với cơ sở vật chất rất là nhiều. Có một khu gọi là âm phủ, bạn được đi qua các nhà tù dưới địa ngục tương ứng từng lỗi bạn mắc phải trên trần. Bên cạnh đó là thiên đường, nó làm cho bạn cảm nhận thấy sự thanh thản khác với âm phủ. Xung quanh chùa được trang trí bằng rất nhiều cây hoa, nhất là vào Tết, chỗ nào cũng có chậu quất. Chùa vào dịp Tết thì rất đông, du khách thường chủ yếu là thanh niên đến đây chụp ảnh. Vâng, chùa Khai Nguyên có mô hình kiến trúc đặc biệt, mô hình vừa đáp ứng nhu cầu tu hành, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh.
chùa Khai Nguyên là điểm đến rất quen thuộc đối với đông đảo Phật tử thập phương và người dân trong cả nước. Khi đến du lịch khám phá chùa Khai Nguyên Sơn Tây, du khách có thể khám phá nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn ở đây như làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây, đền Và, chùa Mía. Sơn Tây còn có các khu du lịch nổi tiếng khác như là khu du lịch Đồng Mô, khu du lịch sinh thái Xuân Khanh tiếp nối với các điểm du lịch sinh thái của Ba Vì. Vâng, đến du lịch chùa Khai Nguyên, du khách còn có thể mua, thưởng thức nhiều sản vật hấp dẫn ngay tại trung tâm thị xã Sơn Tây như bánh tẻ Phú Nhi, gà mía chè lam hay kẹo lạc Đường Lâm. Trên đây là những review về chùa Khai Nguyên, ngôi chùa có tượng Phật A-di-đà lớn nhất Đông Nam Á quý vị ạ. Đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận cũng như là đăng ký kênh của chúng tôi.